chào tất cả các bạn nha. Ngọc Ruby chào các bạn đi. Ngọc Ruby chào các bạn đấy các bạn ạ. Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Ngọc Ruby được ở nhà chơi các bạn này. Và Ngọc Ruby chỉ chơi một mình bởi vì chị Thanh Măng đang phải đi ôn thi tiếng Anh Victoria chuẩn bị thi đấy các bạn ạ. Ngọc Ruby đang chơi gì đấy hả con? Chơi con robot đấy, con chơi nhân. Các bạn ơi, Ngọc Ruby lại có đồ chơi mới này các bạn này. Đây là một chú robot nắp ghép đấy các bạn ạ. Chú robot này màu gì mà đẹp thế này hả Ngọc Ruby? Màu gì hả con? Đúng rồi, chú robot này có những màu xanh nước biển này, rồi là màu nâu này đúng không nhỉ? Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Không phải màu xám. Đúng rồi, màu xám. Và chú robot này có một điều đặc biệt mà với cả chú... màu đen đấy. Đúng rồi, chú có thể tháo hết các khớp tay, khớp chân ra và người ra để lắp hết đấy các bạn ạ. Ngọc Ruby đang chơi với anh Trương Nhân hả? Có phải không nhỉ? Ngọc Ruby đang chơi robot với anh Trương Nhân có đúng không? Kia là anh Trương Nhân màu đỏ của Ngọc Ruby đấy các bạn ạ. Và Ngọc Ruby đang ngồi trên một xích đu rất là đẹp luôn này. Vừa chơi vừa đu đưa này, con có thích không? Con có thích không nhỉ? Con có thích không nhỉ Ngọc Ruby ơi? Rất là thích luôn các bạn ạ. Ngọc Ruby đang ngồi chơi đấy. Đấy, Ngọc Ruby đang chơi với anh robot đấy. Và anh siêu nhân đấy các bạn ạ. Con chơi không? Các bạn ơi, Ngọc Ruby chơi với anh siêu nhân và anh robot chán rồi. Ngọc Ruby đang bảo là mẹ có trò chơi gì con chơi vui không? Để mẹ nghĩ xem nhá. Ngọc Ruby ơi, mẹ có một trò chơi rất là vui, con có biết chơi không? Con có biết tên trò chơi là gì không nhỉ? Trốn tìm. Ngọc Ruby bảo Ngọc Ruby thích chơi trò chơi trốn tìm các bạn ạ. Ở một sân rộng như này mà chơi trò chơi trốn tìm thì chắc là thú vị lắm đây. Thế bây giờ Ngọc Ruby đứng đây để mẹ nói cách chơi cho các bạn cùng nghe nào. Rồi Ngọc Ruby đâu rồi? Các bạn ơi, trò chơi trốn tìm chị sẽ chơi cùng với Ngọc Ruby như sau các em ơi. Chị sẽ là người bịt mắt này, sau đó Ngọc sẽ đi chúi và chị sẽ phải mang máy quay đi để tìm Ngọc Ruby. Các bạn có đồng ý không nhỉ? Các bạn đã rõ cách chơi chưa nhỉ? Ngọc Ruby đã rõ cách chơi chưa? Bây giờ Ngọc Ruby sẽ cầm cả anh siêu nhân lẫn anh người máy đi để anh robot đi để chơi nhá. Nào, bây giờ bắt đầu mẹ sẽ đếm. Và cái trò chơi này chắc rằng sẽ rất là nhiều bạn đã từng chơi rồi đấy. Đúng không nhỉ? Bây giờ mẹ sẽ đếm để từ 1 đến 100 để Ngọc sẽ đi chú ý để mẹ sẽ đi tìm nhá. Ngọc Ruby được không? Rồi. Bây giờ chị sẽ bắt đầu đếm nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ngọc Ruby ơi, xong chưa Ngọc Ruby ơi? Các bạn ơi, Ngọc Ruby đã xong rồi và chị mở mắt ra nha. Bây giờ chị sẽ đi tìm... Ngọc Ruby đâu mất rồi các bạn ơi? Bây giờ chị sẽ phải đi tìm Ngọc Ruby nhá. Không biết là Ngọc Ruby chú ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có nhìn thấy Ngọc Ruby chú ở đâu không? Xem ở trong lùm cây này có không nhỉ? Không thấy Ngọc Ruby đâu các bạn ạ. Chị sẽ phải nhìn kỹ ở đây xem có không nhỉ? Không thấy có các bạn ạ. Ngoài vườn kia thì rộng quá mà ít cây thì chắc chắn là sẽ không thấy Ngọc Ruby đâu. Không biết Ngọc Ruby đi chú ở đâu rồi các bạn nhỉ? Không biết là Ngọc Ruby đi đâu các bạn nhỉ? Các bạn có nhìn thấy Ngọc Ruby đi đâu không? Ở ngoài này thì vườn rất là rộng luôn. Và không có cây cối thì chắc là Ngọc Ruby sẽ không trốn ở ngoài đấy đâu nhỉ các bạn nhỉ? Tại vì Ngọc đi đâu ấy nhỉ? Đây là một cái gốc to to quá các bạn này. Ngọc Ruby nhỉ? Không biết Ngọc Ruby có trong gốc này không? Chắc là không có rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, không biết Ngọc Ruby chạy đi đâu rồi nhỉ? Chị sẽ ra đằng kia để chị tìm nhé. Không biết là Ngọc Ruby đâu rồi ta? Ngọc Ruby đi đâu rồi ấy nhỉ? Ngọc Ruby trốn hơi bị kỹ đấy. Chị đã ra chỗ gốc cây kia chị tìm không có không nhé. Không thấy Ngọc Ruby đâu các bạn ạ. Bây giờ mình làm sao lại tìm thấy Ngọc Ruby nhỉ? Trong gốc cây hoa này có không? Không có. Gốc cây hoa này không có. Đây là một cây roi. Còn đây là cây quất. Không thấy Ngọc Ruby đâu. Không biết Ngọc Ruby đi đâu thật ta. Các bạn ơi, đây là chiếc ô tô mà Ngọc Ruby vẫn chơi để đây này các bạn này. Ô
cô thì lại đây mà không biết thằng Kumi đi đâu rồi nhỉ? Chị sẽ ra đằng kia chị xem thế nào. Cái gì đấy các bạn nhỉ? Hình như đây là cái con siêu nhân các bạn ạ. À đúng rồi, đúng rồi, đây là con siêu nhân mà Ngọc Ruby vẫn thích chơi rồi các bạn này. Wow, con siêu nhân Ngọc Ruby để đây, vậy Ngọc Ruby chạy đi đâu nhỉ? Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn bảo chị với. Ngọc Ruby đi đâu vậy ta? Đây là robot người máy này, còn đây là siêu nhân các bạn này. Không biết là Ngọc Ruby đi đâu nhỉ? Đồ chơi thì Ngọc Ruby để ở đây rồi. Rồi không biết Ngọc Ruby đi đâu vậy ta? Chị sẽ đi tìm xem nào. Nếu đồ chơi của Ngọc Ruby để ở đây thì chắc chắn là Ngọc Ruby sẽ chơi ở gần đây. Vậy chị sẽ đi tìm xem nào. Ra đằng sau lại tìm xem nào. Các bạn ơi, ở đây sao lại có cái phao to thế này các bạn nhỉ? Wow, một phao bóng bay luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Sao ở đây lại có cái phao to thế này nhỉ? Không biết là Ngọc Ruby có chúi ở trong này không các bạn ơi. Hình như Ngọc Ruby chúi ở trong này thì phải. Ngọc Ruby ơi, mẹ nhìn thấy Ngọc Ruby rồi nhá. Ngọc Ruby dậy rồi. Hóa ra là Ngọc Ruby chúi ở trong một chiếc phao khổng lồ có rất là nhiều bóng bay các bạn ạ. Cuối cùng chị cũng đã tìm thấy Ngọc Ruby rồi. Các bạn ơi, Ngọc Ruby có một phao bóng bay đẹp quá các bạn ạ. Ngọc Ruby đã nằm trong phao bóng bay để chúi chị đấy các bạn ơi. Và cuối cùng thì chị cũng đã tìm thấy Ngọc Ruby trong chiếc phao khổng lồ này các bạn ơi. Ngọc Ruby đừng làm bóng bay ra ngoài nha, nó vỡ đấy. Con lấy quả bóng hồng kia vào. Wow, wow các bạn ơi. Thế bây giờ Ngọc Ruby có một phao bóng bay rất là đẹp luôn này. Nào con đừng làm nó bay ra là nó vỡ nhá. Nào thế bây giờ Ngọc Ruby ơi, Ngọc Ruby sẽ kể tên màu những quả bóng bay này cho cả các bạn cùng xem nhá. Xem Ngọc Ruby có biết màu không nào. Nào màu xanh biển. Đây là quả bóng bay màu gì hả Ngọc Ruby? Màu xanh lá cây. Đúng rồi, thế con đếm cho mẹ xem có mấy quả bóng bay màu xanh lá cây nào. Con đếm cho mẹ xem có mấy quả. Một, hai, ba. Như vậy là có 3 quả bóng bay màu xanh lá cây đúng không nhỉ? Thế bây giờ tiếp tục nhá. Con cho mẹ biết là đây là quả bóng bay màu gì? Màu xanh nước biển. Ngọc Ruby bảo đây là quả bóng bay màu xanh nước biển có đúng không các bạn nhỉ? Đúng rồi đấy. Thế con thử đếm cho mẹ xem có mấy quả bóng bay màu xanh nước biển nhỉ? 1, 2. Đúng rồi, có 2 quả bóng bay màu xanh nước biển đấy các bạn ơi. Thế bây giờ con hãy tìm cho mẹ xem là con lấy cho mẹ một quả bóng bay nữa và cho mẹ biết màu sắc của quả bóng bay đấy nào. Rồi con giơ lên cho các bạn xem nào. Đấy là quả bóng bay màu gì đấy? Đúng rồi, quả bóng bay màu hồng các bạn ạ. Thế con thử đếm cho mẹ xem có mấy quả bóng bay màu hồng. 1, 2, 3. Đúng rồi, có 3 quả bóng bay màu hồng các bạn ạ. Thế bây giờ còn quả bóng bay nào màu khác nữa không nhỉ? Con thử lấy cho các bạn xem. Đấy là quả bóng bay màu gì đấy con? Đúng rồi, con thử đếm cho có mấy quả bóng bay màu vàng. Có mấy nhỉ? Đúng rồi, chỉ có một quả bóng bay màu vàng thôi các bạn ạ. Thế bây giờ Ngọc Ruby xem là quả màu gì mà con chưa biết ở trong đấy không nhỉ? Đúng rồi, rất tốt. Đó là quả bóng bay màu gì con nhỉ? Màu cam. Đúng rồi, màu cam. Thế con thử đếm xem có mấy quả bóng bay màu cam. 1, 2. Đúng rồi, thế bây giờ Ngọc Ruby hãy nói cho các bạn biết nào. Như vậy trong cái phao của con có những quả bóng bay màu gì nhỉ? Màu cam. Đúng rồi. Màu vàng. Đúng rồi. Thế vậy thì con bây giờ con có thể đếm cho mẹ và các bạn biết là trong cái phao của con này có tất cả bao nhiêu quả bóng bay không? Các bạn đếm nhá. Nào con đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn ơi, Ngọc Ruby vẫn chưa biết đếm từ 1 đến 10 rồi. Bây giờ mẹ sẽ dạy Ngọc Ruby đếm nhá. Ngọc Ruby học lớp 4 tuổi rồi mà Ngọc Ruby chưa biết đếm từ 1 đến 10 các bạn ơi. Không sao, vì Ngọc Ruby chưa biết thì chị sẽ dạy cho Ngọc Ruby biết. Nào con đừng làm bóng bay nó bay ra là mất nào. Bây giờ mẹ sẽ dạy đếm này. Con thích chơi. Tí đã chơi. Tí đã chơi ra đằng kia chơi nó sẽ không có gió bay nhá. Nào con đếm theo mẹ này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, đúng không? 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 9 là cái quả da cam trong cùng kìa. 10 này. 11 này. Như vậy là có 11 quả bóng bay trong cái phao của Ngọc Ruby đấy. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ
Và cùng mẹ khênh cái pháo bóng bay này ra đằng kia để chơi cho đỡ gió nhá. Vâng. Wow, các bạn ơi, bây giờ chị và Ngọc Ruby sẽ khênh cái pháo bóng bay này đến đằng kia để chơi nhá. Bởi vì đằng này nó hơi nhiều gió cho nên là Ngọc Ruby nó sẽ bay bóng bay của Ngọc Ruby ra, cho nên là Ngọc Ruby ở khênh ra đây. Wow. Ruby khênh ra đằng này để chơi các bạn ơi. Hay là Ngọc Ruby để ở chỗ khô khô này chơi cũng được nhá. Mình nào, thế bây giờ con chơi bóng bay này đi. Các bạn ơi, đây là rất là nhiều quả bóng bay. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ chơi với quả bóng bay này nhá. Thế con thử ngồi để con dặm xem quả bóng bay có vỡ không. Wow, nào, dặm mạnh nào. Con nhấc lên xong. Nào các bạn ơi, bây giờ Ngọc Ruby sẽ lấy từng quả bóng bay một để tung lên chơi nhá các bạn nhá. Nào Ngọc Ruby tung bóng bay chơi nào. Wow, quả bóng bay bay cao quá các bạn ơi. Wow, bay cao quá. Ngọc Ruby tung quả bóng bay rất cao. Wow, thôi con cẩn thận ngã nhá. Wow, rất là cao luôn. Thế bây giờ nhận đố Ngọc Ruby sẽ dùng mông để làm vỡ quả bóng này được cho bạn xem nào. Nhá, con dùng mông để làm vỡ quả bóng này nào. Wow, quả bóng bay đã bay tít ra ngoài kia rồi các bạn ạ. Nào, con lấy vào đây. Nào, bây giờ Ngọc thử để quả bóng xuống cho con ngồi, con dùng mông con làm vỡ cho các bạn xem nào nhá. Ngọc Ruby sợ các bạn ạ. Có gì mà sợ, nhảy theo con dùng chân được, dùng tay thì không hay. Con thử dùng mông xem là người con có nặng bằng quả bóng không. Được không nhỉ? Nào, thế con để xuống con thử ngồi xem nào nhá. Wow, các bạn ơi, bây giờ Ngọc Ruby sẽ dùng mông để làm vỡ quả bóng bay này. Nó bay mất rồi. Con ơi, nó bay mất rồi kìa. Rồi, con ngồi xuống để làm vỡ quả bóng cho bạn xem nào. Nào, nhanh lên. Wow, các bạn ơi, bây giờ Ngọc Ruby sẽ làm vỡ quả bóng bay này nhé các bạn nhá. Ngọc Ruby dùng mông. Không biết là mông của Ngọc Ruby nhỏ đi kia có làm vỡ được quả bóng bay nhỉ. Nào, con dính mạnh vào, dập mạnh vào thì nó vỡ được. Nào, nào, dập mạnh nào. Ai mua con mông nhỏ nên không làm vỡ. Ruby kém quá các bạn ạ. Ngọc Ruby không làm vỡ được, chị sẽ làm vỡ nha. Vỡ đâu. Wow, các bạn ơi, Ngọc Ruby không dám dùng mông để làm vỡ quả bóng các bạn ạ. Bởi vì mông của Ngọc Ruby quá nhỏ nên không làm vỡ được. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ chơi tâng bóng bay nhé các bạn nhé. Tâng những quả bóng bay này nhé. Nào, con tâng quả bóng bay lên chơi nào. Lưu ý con tâng nuôi ra ngoài này nhé, không vào chỗ ướt kia là ngã nhá. Nào, tâng bóng bay nào. Wow, các bạn ơi. Wow, cao quá, quả bóng bay cao quá. Wow. Tít nữa thì bay sang bên kia. Wow. Wow, bị bay ra vườn mất rồi. Ngọc Ruby ra lấy đi. Ruby đang chơi quả bóng các bạn ạ. Ngọc Ruby rất là nhát, không dám làm vỡ quả bóng. Wow, Ngọc Ruby tăng cao quá các bạn ơi. Wow.